Ghi nhận của phóng viên truyền hình Dân Việt sáng mùng 2 tháng 3, hàng loạt các quán cà phê, quán ăn phục vụ trong nhà tại Hà Nội đã hoạt động trở lại. Đa số mọi người đến quán cà phê đều chủ động giữ khoảng cách an toàn tối thiểu theo quy định. Các quán cà phê đều đã chuẩn bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn tay cho khách hàng. Đồng thời, các cửa hàng cà phê đã chủ động thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội về việc tất cả các cơ sở kinh doanh ăn uống phải sử dụng phần mềm khai báo QR code. Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mở lại cửa hàng thì đầu tiên tôi cảm giác thấy vui mừng khi được đi làm trở lại. Và sau khi mở lại cửa hàng thì nhà hàng đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đầu tiên là khách đến cửa hàng phải đeo khẩu trang, thứ hai là đo nhiệt độ và sát khuẩn tay, và mỗi bàn cách nhau là tối thiểu là 2 mét. Hầu hết các quán cà phê đều không quá đông đúc, tấp nập, khách thưa vắng hơn bình thường. Tôi rất vui mừng khi được biết tin là dân nhân dân thành phố Hà Nội cho phép các cửa hàng ăn và cửa hàng cà phê mở lại. Thì bên tôi thì cũng có một số biện pháp như là dọn dẹp vệ sinh, sát khuẩn tay, rồi trong người giãn cách khoảng cách giữa mọi người. Trước đó, ông Trừ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã cho phép mở cửa trở lại đối với các cửa hàng kinh doanh, quán cà phê từ 0 giờ ngày 2 tháng 3, nhưng phải đảm bảo các điều kiện về thực hiện giãn cách giữa người với người là 1 mét, hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi và khuyến khích bán hàng mang về nhà. Đối với vũ trường, quán bar, quán game, internet, quán ăn vỉa hè, trà đá vỉa hè, vẫn yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới nhất từ thành phố.